Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng ngày 20 tháng 12, xã Đinh Châu, huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đến dự có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Hải Truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước. Trong 5 năm từ 2010 đến 2015, phong trào thi đua yêu nước của xã Liên Châu được duy trì và phát triển cả bề rộng, chiều sâu, mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng giá trị sản xuất đạt 435 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 16,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,1 triệu đồng, gấp 3 lần so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển đáng kể. An sinh xã hội được đảm bảo. Hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,92%. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, trên 257 tỷ đồng, trong đó có 152 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Góp phần đưa Liên Châu là một trong những xã điểm đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới vào năm 2013. Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của xã Liên Châu trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền trao cờ thi đua của Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Châu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, xã Liên Châu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Từ hội nghị này, tôi đề nghị cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc và toàn tỉnh hãy phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục ra sức, nỗ lực ngày đêm để phấn đấu thi đua, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Kết quả của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Bác Hồ khi người về thăm tỉnh năm 1963. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của xã Liên Châu, các đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Hải Truyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tặng lãng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Châu. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành huyện Yên Lạc và xã Liên Châu đã viếng các anh hùng liệt sĩ và cắt băng khánh thành nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Châu. Tối ngày 19 tháng 12, tại công viên Vườn Hoa Quảng Trường tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc hội trại tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chương trình nghệ thuật Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài. Đến dự có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội trại tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự tham gia của 22 đoàn đến từ các huyện, thành, thị, xã và đơn vị trong tỉnh. Hội trại có nhiều nội dung hoạt động như cắm trại, văn nghệ và thể thao với các môn bóng chuyền, kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố và đốt lửa trại, thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Tại đêm khai mạc hội trại, ban tổ chức đã công diễn những tiết mục văn nghệ đặc biệt với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người lính Cụ Hồ. Cũng nhân dịp này, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã trao giải thưởng Nguyễn Viết Xuân cho 26 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và thả đèn hoa đăng tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Thông qua chương trình hội trại nhằm tạo cho thế hệ trẻ một sân chơi bổ ích, giáo dục lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từ đó phát huy truyền thống tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết năng động sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội trại Tuổi trẻ Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã bế mạc và trao giải. Có nhiều giải thưởng được trao cho các tập thể và cá nhân, bao gồm giải thưởng các phần thi thể thao, văn nghệ và giải thưởng cho các đoàn có trại đẹp nhất. Ngày 19 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt Nghị định số 210 của Chính phủ và Thông tư số 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã được chuyên gia vụ kinh tế nông nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung chi tiết của Nghị định số 210 của Chính phủ và Thông tư số 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những chính sách ưu đãi của nhà nước khi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định. Qua đó giúp các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt các cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đầu tư vào ngành lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang khẳng định vai trò và vị trí, những đột phá của ngành nông nghiệp của tỉnh trong những năm qua, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp. Để phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nghị định số 210 của Chính phủ ra đời sẽ tạo bước đột phá và chuyển biến tích cực trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh, lành mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng góp quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giải quyết lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức của dân tộc và truyền thống vẻ vang của quân đội, cùng với cả dân tộc, tạo nên những chiến thắng vĩ đại, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm và viếng nghĩa trang liệt sĩ, tưởng nhớ tới các anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng, thống nhất đất nước. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, huyện Tam Dương đã tiến đưa 28.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến ngày thắng lợi, nhân dân Tam Dương đón nhận hơn 6.000 thương binh, đồng thời chia sẻ những mất mát với thân nhân của hơn 1.300 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Với những đóng góp to lớn của quân và dân huyện Tam Dương, năm 2003, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Dương vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Dương luôn phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Tam Dương giàu mạnh, phồn vinh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Vĩnh Tường và Tam Xã cùng một đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, toàn huyện có 322 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.635 liệt sĩ, 1.725 thương binh, 539 bệnh binh, 497 nạn nhân da cam và hàng trăm gia đình người có công với cách mạng được nhà nước tặng bằng có công với nước. Nhân dịp này, đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang trong huyện đã tổ chức dâng hương và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thị trấn Vĩnh Tường. Trong hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc,
lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lập Thạch được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 103 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trên 26.000 tập thể cá nhân được tặng thưởng huân huy chương các loại. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang trong huyện tiếp tục quán triệt quan điểm sâu sắc của Đảng, xây dựng đất nước phải gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tập trung xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên từng địa bàn, từng khu vực, từng địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng với kinh tế và an ninh, khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực tự cường với chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Yên Lạc có gần 200 bà mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 17 trên 17 xã thị trấn được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn huân chương kháng chiến, chiến công. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quân đội, lực lượng vũ trang trong huyện Yên Lạc còn từng bước được củng cố, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, huyện Tam Đảo đã có hàng chục vạn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn huyện. Có một xã và một cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện đã tổ chức dâng hoa và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Châu nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 70 năm chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình xây dựng, lực lượng vũ trang thành phố xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và khơi dậy trong nhân dân niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy cái truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng và bề dày truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên, bản thân tôi suy nghĩ và thấu hiểu sâu sắc rằng phải phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện, giảng dạy. Tổ chức huấn luyện đồng bộ cả về giáo dục chính trị, quân sự và kỹ chiến thuật, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% đến 80% đạt khá giỏi, góp phần củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu để chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Đồng thời có nhiều chủ trương, giải pháp gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, tạo nên sự liên hoàn trong thế trận phòng thủ của địa phương. Trong thời gian tới, lực lượng cho thành phố tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia 2.000 ngày công lao động giúp xã Định Trung, xã Thanh Trù sửa chữa 29,5 km đường giao thông, rãnh thoát nước, sàn lấp trên 200 mét khối đất đá, rác thải. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bài trừ các tai nạn xã hội.
động viên nhân dân hiến đất làm đường giao thông và các công trình trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 4 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với các cơ quan quân đội trên địa bàn xây dựng được 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, trị giá hơn 200 triệu đồng. Quyên góp ủng hộ trên 58 triệu đồng cho hai xã Thanh Trù, Định Trung xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 19 tháng 12, tại trại sáng tác Đại Lải thị xã Phúc Yên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết công tác sáng tác 5 năm 2010-2014 và kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật. Tới dự có đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và các hội văn học nghệ thuật trên toàn quốc. Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật đã có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm của các văn nghệ sĩ, khuyến khích động viên tài năng sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ cả nước. Trại sáng tác của các hội ở Trung ương và địa phương đã tiếp đón hơn 4.000 lượt văn nghệ sĩ từ các hội trong cả nước về để sáng tạo tác phẩm, đồng thời giao lưu học hỏi nghề nghiệp. Từ đây đã có hơn 16.000 tác phẩm văn học nghệ thuật ở các thể loại như văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh, múa, văn học dân gian, kiến trúc ra đời. Qua đó kịp thời phản ánh về các mặt của đời sống xã hội. Trong đó, hơn 100 tác phẩm đã đạt giải thưởng ở Trung ương và địa phương. Kết quả trên cho thấy vai trò và hiệu quả của Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác đối với hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ trong cả nước. Sáng ngày 20 tháng 12, thành phố Vĩnh Yên tổ chức giải đua xe đạp thành phố Vĩnh Yên mở rộng chào mừng 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2. Dự và tham gia giải có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng hơn 100 vận động viên của các câu lạc bộ xe đạp thành phố Vĩnh Yên, thành phố Việt Trì, thị xã Sơn Tây, thị xã Phúc Yên, thị trấn Thổ Tàng. Giải đua xe đạp thành phố Vĩnh Yên mở rộng được chia làm 4 nội dung thi. Nội dung dành cho vận động viên là các đồng chí lãnh đạo, vận động viên tuổi trên 45 tuổi, vận động viên dưới 45 tuổi và nội dung dành cho các vận động viên nữ. Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, các vận động viên đã thi đấu hết mình. Đặc biệt ở vòng đua cuối cùng, các vận động viên đã thể hiện những màn bứt phá nước rút về đích ngoạn mục. Là một vận động viên giành giải nhất ở nội dung đua dành cho nữ, chị Tạ Thị Thúy Hồng, vận động viên câu lạc bộ thể thao xe đạp thành phố Việt Trì đã chia sẻ. Mình được tham gia vào cái giải đua này thì mình rất là vui mừng và phấn khởi, bởi vì là trước hết là mình được góp một phần nào đó để đóng góp với niềm vui, chia sẻ cái niềm vui với thành phố Vĩnh Yên. Kết thúc giải đua, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung đua và giải phụ cho các vận động viên tham gia giải đua lần này. Giải đua xe đạp thành phố Vĩnh Yên mở rộng năm 2014 là một trong những hoạt động thể dục thể thao thiết thực của thành phố chào mừng kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các vận động viên yêu thích bộ môn thể thao đua xe đạp ở các câu lạc bộ có dịp giao lưu với nhau. Thông qua giải đua lần này, thành phố sẽ phát triển thành một hoạt động thể thao thường niên trong phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ thị số 19 ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường tổ chức diệt chuột, bảo vệ sản xuất và đời sống. Nội dung chính của chỉ thị như sau. Nhằm chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra cho sản xuất và đời sống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu. 1. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột và chỉ thị số 485/CT-BNN/BVTV ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ chuột hại, bảo vệ mùa màng. Phát động các đợt diệt chuột tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi năm mở từ 2 đến 3 đợt diệt chuột, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, vào cuối vụ mùa đầu vụ đông, cuối vụ đông đầu vụ xuân và cuối vụ xuân đầu vụ mùa. Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và ban hành kế hoạch diệt chuột trên địa bàn hàng năm và theo mùa vụ. Trước mắt, để bảo vệ sản xuất vụ đông xuân năm 2014-2015, cần xây dựng kế hoạch diệt chuột ngay khi thu hoạch cây vụ đông 2014 và làm đất gieo trồng cây vụ đông xuân năm 2014-2015.
phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột tập trung, hiệu quả, an toàn và tổ chức phòng trừ chuột hại theo từng mùa vụ, từng đợt tập trung. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu về tác hại của chuột, biện pháp phòng trừ và tích cực tham gia diệt chuột đạt hiệu quả. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, xử lý nghiêm việc kinh doanh và sử dụng thuốc chuột ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, sử dụng các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người và vật nuôi theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. 3. Ủy ban Nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo hướng dẫn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng và đời sống dân cư ở địa phương theo kế hoạch hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã và nhân dân tích cực thường xuyên diệt chuột. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ các xã, phường, thị trấn tổ chức diệt chuột trên địa bàn, tổ chức nghiệm thu và xử lý xác chuột đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường sinh thái. 4. Các sở ban ngành, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, báo Vĩnh Phúc, đài phát thanh truyền hình tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phòng trừ chuột hại, bảo vệ mùa màng và đời sống cộng đồng dân cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quán triệt chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn để tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang đã ký.